Ngủ đi. Không được đâu. Ông trời một mình đi. Làm phép đi chị. Làm phép nữa đi chị. Từ trước chuyện này ngày càng quá rồi. Chỉ là tai nạn thôi mà. Sven, đâu kìa? Thôi. Thưa bệ hạ, sinh ra đã có quyền may mắn là không trúng tiền công chúa. Trái tim thì không hề già, nên loại bỏ mọi phép thuật, thậm chí là ký ức về phép thuật. Thần Elsa, sức mạnh của người sẽ càng mạnh hơn nữa. Người phải học cách chế ngự nó. Sợ con ta sẽ học được cách chế ngự, ta cam đoan. Cho đến lúc đó, nó kể cả với Anna. Giờ này còn chờ cho đến khi nào? Mà cứ đi nào, như ai làm kia sao? Ra đây cho người tôi với em nhé. Không được xúc động, đừng thể hiện ra ngoài. Nơi đây bao năm thời gian đã rất tan lặng. Một mình ông, dù thế nhưng thời gian vẫn trôi. Tức giận chỉ càng khiến cho chuyện thêm tệ hơn. Hãy bình tĩnh. Không, đừng đụng con. Hai thằng nữa gặp sao? Yên hãy nói với em nhé. Rồi nhé. Nơi đây không còn ai gì đây. Em nhé. Sớm mở cổng thành. Tại sao con phải mặc cái áo này? Bởi vì nữ anh, hôm nay là ngày đăng quang. Đâu có lỗi tại con đâu. Chị phải nói gì nè? Là bơn đối tác tầm thường bí ẩn nhất của chúng ta. Chắc chắn họ là nguyệt mỹ giai nhân. Chắc chắn là một vẻ đẹp vàng. Xin lỗi, đã đánh thức công chúa. Không, không, đâu có. Ai gọi đó? Vẫn là thần đây. Ừ, chú Soạn làm gì? Để dự lễ đăng quang. Hôm nay là ngày đăng quang. Sự tình của cơ sở được mở toàn ra. Và tôi không biết đây là nơi đây ba năm một mình tôi thôi. Từ lên mới xe đến đã muốn từ tôi thay chưa. Và chân đầu tiên đón chờ. Lần đầu nghĩ cho giây phút lần đầu và vui. Con thấy là bị hồi hộp. Giây phút lần đầu và mãi mãi. Mọi người quá. Biết đâu còn được gặp người. Cùng với một sáng tỏ thắm môi hồng thêm từ tôi. Cứ vừa tươi bên nhau. Không, tôi đường thôi chứ. Thiệt tình là tôi không sao. Hoàng tử Han, kính chào người. Kiệt
cùng với sợ. Hả? Gì? Tôi xin được trân trọng xin lỗi vì đã để công chúa của Arendelle bằng... không sao. Tôi không phải là công chúa đó. Ý là biết sao không? Biết sao không? Ồ, vậy à. Đi thôi. Tôi phải quay về. Cha. Thưa bệ hạ. Được. Chào đón ngày đặc biệt hôm nay. Nào. Của Anna, của Arendelle. Chào em. Ô, chị còn phát sinh hơn, không phải là phát tướng, vì chị không có phát bạc chứ không hơn là em tưởng. Mùi gì mà quá hấp dẫn vậy ta? Muôn tô với tư cách là đối tác giao thương thần thiết, thần cho rằng thần hoàn toàn. Cảm ơn. Tiếc là ta không nhảy. Xin lỗi. Thằng nhảy như một con công quyến chuyển. Cổng thành đã được mở. Sao đại sư triều đình lại cho khiếp cổng về cả? Thần bay lượn trên sàn nhảy như một con gà mang mặt khỉ. Ông ta sôi nổi ha. Cũng may là ông ấy đang mang cuốc. Em vẫn ôi. Đây một chút. Là nhà tướng anh nó thu cá luôn. Tôi vẫn mơ rằng mình bị thạch yêu hô. Nhìn hay mà. Bộ là ta vô hình. Nói thật đó, đã 2 năm rồi. Kinh khủng quá. Ấy bỗng xa lánh em. Em không biết tại sao. Anh sẽ... Hôm nay là những ngày tháng luôn mang ưu phiền. Và rất nhiều tháng năm để tìm kiếm hình bóng em. Người hỡi, này em hỡi ta thấy. Chúng ta có những niềm vui giống nhau. Đúng. Những phút giây này em hãy xem nhé. Những niềm đau đã qua rồi. Hát cho tình yêu bừng sáng. Hát cho tình yêu đẹp hơn. Anh cùng hơn được không? Đồng ý. Chúng ta đi vòng qua ông một chút được không? Cảm ơn. Thần đây cho phép thần được giới thiệu. Cưới à? Dạ đúng. Chị xin lỗi, chị chưa hiểu. À, tôi sẽ mời cả 12 hoàng quân của anh. Cái gì? Cùng công, chắc chắn là chúng ta có công đám cưới nào được tổ chức cả. Khoan, tại sao? Trời, chị muốn nói cái gì thì chị cứ nói thẳng với hai đứa em đi. Thì được hết. Anna, em biết gì về tình yêu chân thành chứ? Biết nhiều. Em đòi được chị 3 phút và chị đã nói không. Không cần đâu. Dạ, ta thấy anh nên đi đi. Buổi tiệc. Đưa găng cho chị. Elsa, xin chị làm ơn. Em không thể... Rồi, Anna. Không, tại sao? Sao chị lại xa lánh em? Sao? Sao? Hoàng cung năm. Kính thưa bệ hạ, người không sao. Lập ơn, xin hãy tránh ra, tránh xa tôi ra. Chúng ta là yêu quái. Anna! Không! Không! Ồ, tuyết đã rơi rồi, tuyết rơi rồi! Nếu cũng là yêu quái hả? Không, không! Tôi hoàn toàn bình thường. Là tai nạn thôi, chị ấy bị hoảng sợ. Trao quyền lại cho hoàng tử Hành. Em có chắc là... Ai biết giờ đi một mình ta không còn gì để ở nơi đây ngăn qua rồi sao tiết hay chẳng và chẳng được gì hay ngỡ tôi vì chẳng có ai trên bờ.
trong ta giờ đây phải biết anh cũng hoa lòng trong tôi về tương lai ngày mai sáng tràn gió tuyết hạ người đây không gian cho ta lạnh giá thắm đêm bay vào không gian tôi thơ nắng hát hay và bất tin cuộc sống đang xa ta bỏng ra. Elsa, đứa em gái không có ý định làm chị đóng băng cả mùa hè đây, nhưng rõ ràng chuyện này sẽ không xảy ra. Tuyết, phải là Tuyết phải chịu sợ cát trắng và và xong thôi. Hàng hè để hạ giá. Tuyết. Vô bảo như thế này thôi cưng. Em và cậu trai này. Phải. Tôi xin lỗi. Biết nó xuất phát từ đâu vậy hả? Trên đỉnh núi Bắc. 40. Không, 10. Ồ, vậy là không được lớn. Ông muốn nói về vấn đề của cung và cầu phải không? Từ ban nước đá. Có anh thiệt là thiệt là đen đuổi. Nhận bước. Chào cả nhà. Nó có màu nhiễm không? Có. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Tốt cho mày. Vậy tao tìm được một chỗ để ngủ đó. Một hũ cách chứ. Coi như hai bên xí xóa. Con người có khi chẳng hề tốt lành. Phải, con người sẽ dối lừa, sẽ đánh anh và chửi. Nhưng con người có hương thơm thao. Tất nhiên rồi anh bạn. Đêm nay xin chào ai. Gì đây? Tôi muốn anh đưa tôi lên đỉnh núi phía Bắc. Ê, hãy đưa tôi lên đỉnh núi phía Bắc, biết cách dừng mùa đông này lại đó. Xin lỗi, phép bà xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không có. Bỏ chân xuống nha, mới được bác sơn đó. Thiệt tình là cô lớn lên trong cái gì khiến nữ hoàng đóng băng tùm lum vậy? Tại là lỗi. Cô đính hôn với một người cô chỉ vừa mới quen hôm đó. Lúc đó đó. Ngày hôm đó. Chú ý nghe nè. Nhưng chết lỡ chỗ lúc nào thôi. Nhưng Hans không phải là người xa lạ. Thiệt sao? Cô đã đi ăn với anh ta chưa? Lỡ cô ghét cách anh ta ăn thì sao? Lỡ cô ghét cách anh ta móc. Có thật thì cũng chẳng sao. Yêu chân thành mà. Dạ giống yêu chân thành gì hết. Tin được chích liền. Đừng nói nữa. Không. Tôi muốn gặp nhân quân. Em nói thiệt đó. Làm sao bây giờ? Để tôi lo. Chỉ cần cô đừng rơi ra ngoài và bị. Tôi. Chuẩn bị nhảy nha, Space. Tôi mới vừa mua thôi đó. Tôi sẽ thay xe. Cũng như nữa. Đi một mình cô sẽ chết. Tao vẫn ghét vô cùng. Đợi đó. Đi chung với. Nó hoàn toàn bị đóng băng rồi. Này phải không? Hướng. Đẹp như vậy. Sao thử chiếc màu sắc ta. Thời gian nghỉ hè thì màu vàng kỳ lắm. Màu vàng trực tiếp. Thật khó. Cái ghê quá. Dạ quá. Cái mình kìa. Hay sao mấy người biết trồng cây chuối vậy? Được rồi. Không có gì. Hoàn chỉnh anh à. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định. Nhìn giống như một chú kỳ lân mới sinh vậy á. Mình làm quen lại từ đầu nha. Xin chào mọi người. Tôi là Olaf. Được đó. Olaf. Ai? Là Sven. Con Tuần Lộc tên gì? Mày. Olaf. Elsa làm ra cậu hả? Sao? Tôi đang cố tập trung quá. Sao? Muốn biết tại sao hả? Mùa hè, mặt trời.
Dạ mấy tiếng nhắm mắt lại là tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi em vui. Tôi sẽ tung tăng cười quay hát vang trời trong ngỡ cả chân. Tôi sẽ phơi tròn làn da trắng mịn dưới nắng nhưng rất mơ trong ngày nắng ấm. Cơn lạnh vỡ tan chìm trong nắng hè. Còn gì hơn ở đây tặng hơn phụng dạ. Sân thật xanh bạn và tôi sáng hè. Phải cho cô ấy biết. Đi ngay đây. Không không, anh làm mặt quá xuống áo. Có ai cần thêm áo ấm không? Sản xuất và rượu nóng. Đây, chuyện cho họ đi. Warren đều cho không người ta. Công chúa Anna đã truyền lệnh cho ta. Không có trong đầu cậu à. Đừng ở đó chất vấn công chúa. Tạo phản. Coi nào, coi nào. Hiểm. Tôi cần nhiều người xung phong đi tìm công chúa với tôi. Các người phải chấm dứt bằng nước mùa đông này. Mùa đông này. Ồ, tôi sẽ nói chuyện với chị của tôi. Sao tôi phải sợ? Cô ấy là người tốt nhất. Ai nói? Cô làm vậy đặt chân ở đó. Anh làm tôi phân tâm. Hay ở đó. Làm sao cô giác chị muốn được ở một mình? Chẳng có ai muốn ở một mình. Các quân sư tình yêu đó hả? Ừ. Tôi sắp leo đến nơi đi. Hình như không khí nhìn này hơi loạn. Anh dẫn thẳng đến nơi muốn đến đó. Tạ ơn trời. Chết. Đẹp kinh. Hả? Nhưng ồ, coi nào, cả cung điện làm bằng nước đá. 2, 3, 4. Elsa, em đây. Wow, Elsa, nhìn chị. Lạ quá chuyện đó. Em rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Nếu như em biết trước. Xin em. Nhưng em vừa đến mà. Chỗ của mình. Ở đây chỉ có thể là chính mình. Chào, tôi là ông Pháp và tôi yêu ấm áp. Chắc là có. Mình từng quá thân mà. Em muốn mình giống như xưa. Vậy em, chị không cần phải bảo vệ em. Em không có sợ. Cho giây phút lần đầu tiên đón chờ. Giờ thì em đi mình trốn chơi. Và cho giây phút lần đầu. Cuộc đời nên thơ. Từ đôi vui hoa ca ở đây. Cô đơn là thế an toàn cho em. Sao? Chị đã rồi. Nhưng không sao, tôi lại bắt được là được. Chị không thể. Và cho giây phút lần đầu tiên cho em. Cùng nhau xóa tan đi. Ổn rồi. Ai đây? Cùng tìm ra cách giải quyết. Sao? Quyền năng. Mình nên đi thôi. Không, em sẽ không đi nếu thiếu chị Elsa. Đâu rồi? Không được ném người ta như vậy. Hãy giải người tuyết đó đi. Thì thôi. Tốt. Rồi, xong luôn, con chọc nó nổi khùng rồi. Để đó cho tôi. Như vậy còn khó gặp rồi. Tôi thả nó rồi. Làm gì vậy? Tôi đang đào chỗ để múc. Thôi, hy vọng là vậy. Tôi đã sẵn sàng rồi. Hai. Để một phát là xong. Bình tĩnh. Xui thiệt mà. Thôi được rồi nè. Tôi này. Nấu cô lên. Mau nhanh nữa đi. Đừng quay lại. Tiêu cái chân tôi rồi. Tiêu cái chân tôi rồi. Ben, nó đi theo kìa. Tuần Lộc và ai mà dễ thương quá vậy. Cô ổn chứ? Cảm ơn. À, hay xương. Vậy giờ mình phải làm gì đây? Chị ấy đã đuổi tôi. Trời ơi, không thể. Sao? Tôi vừa ngã xuống vực mà. Tóc anh cũng vậy thôi. Không, tóc của cô đã. Không. Không.
anh nói dối kìa. Không, tôi muốn sẽ tình yêu hả? Ờ hả? Vậy đừng lo nữa, họ sẽ có cách. Chị, kia. Con đã đến đây. Hả? Hương, chuyện là gì? Lúc còn nhỏ thì tôi chỉ chơi với ồn. Rất ồn ào. Đôi khi họ cũng có vẻ rất tuyệt vời. Vậy được rồi. Hắn điên quá. Vậy rồi hả? Ồ, tôi nhìn không ra cậu luôn đó. Cậu ốm đi nhiều quá. Tôi sẽ đánh lạc. Được gặp mọi người, tôi rất là vui. Vì tôi rất quý cô. Tình yêu hả? Sao cô không chạy? Vậy rồi. Vậy rồi. Nhìn nè, lưng em mới một cây nắng. Em được thử một pha lê lửa. Bà khó sợ. Cô con gái. Yeah. Ôi, đi. Hai buổi khỏe. Răng chắc. Hay là do bàn chân anh ngay nhìn rất là ghê. Hey. Tôi thì chắc là đêm mà rô. Một tôi nói năng rất tệ. Thường hay ngu ngơ. Hay do anh ta. Trong yêu thương thật lòng ngàn tràn đầy nhiều. Hàng hôn ước đó không chỉ là dàn xếp thôi. Ta thêm những sức mạnh sẽ khiến con người thay đổi. Cái điều gì? Anna, con có đồng ý. Cô ấy lạnh như băng vậy. Cô đang gặp phải nguy hiểm. Trong tim cô có một mảnh băng dược. Không. Nhưng ông lấy ra được mà, phải không? Ta không thể. Ta xin lỗi phá giải được. Yêu chân thành gì chứ. Một nụ hôn chính. Anna, chúng ta phải quay lại chỗ của Hans. Hans, giúp kinh Hans thôi. À, Hans là ai? Làm hại đến nữ hoàng. Các anh đã rõ chưa? Đem tay vào đây. Thần không thể để Anna vẫn chưa trở lại. Xin người. Anh không hiểu. Anh hãy bảo họ để cho. Cố gắng lên. Cô đã gọi là. Chào cô. Anh sẽ không, anh sẽ không sao. Giữ ấm cho cô ấy và tìm hoàng tử Hanh ngay lập tức. Được rồi. Sẽ tiếp tục lên đường đi tìm công chúa Anna. Ngay không thể mạo hiểm ra ngoài thêm lần nữa. Anna. Ồ, em lạnh quá. Hans, anh phải hôn em ngay trai. Anna. Ồ, Anna. Là hoàng tử thứ 13 trong Dương quốc, dễ gì đến lượt tôi. Anh nói cái gì vậy? Vì vậy Elsa sẽ thích hợp hơn. Dĩ nhiên tôi tính là sau khi thành hôn tôi phải dựng lên một tai nạn nhỏ cho Elsa, giết Elsa và đem mùa hè trở lại. Anh sẽ cứu khỏi nạn diệt vong. Người sẽ không thoát được đâu. Làm ơn ai đó cứu tôi. Làm ơn. Làm gì sớm, tất cả sẽ chết công. Hoàng tử Hanh, cô ấy bị mưu sát. Trước khi cô ấy chết trong tay tôi. Trong cậy vào ngài. Bằng một con tim nặng trĩu. Tử hình. Tử hình. Cẩn thận. Không mở được cửa.
Chuyện gì vậy Ban Hiên? Ê, cẩn thận. Mỗi lần mày nói như vậy tao chả hiểu gì hết. Tao sẽ không quay lại. Cô ấy đang ở bên người yêu. Cái gì? Thì ra đây là lửa kết rồi nha. Vậy Han ở đâu? Mình đã chạy đến tận đây. Làm ơn Olaf, tôi không thể gì? Không sao mà, tôi biết. Tình yêu là lại đây cho Hans và rồi bỏ đi như vậy đó. Cô đúng là không biết gì về tình yêu hết. Chắc luôn. Nhưng có lẽ không phải là lúc này. Là Christoph và Sven. Họ đã quay lại hướng. Có lẽ tôi đã sai. Có lẽ Christoph chưa yêu cô đến mức có thể bỏ cô lại. Cô cần phải ở bên ngọn lửa để sưởi ấm. Tôi cần đến chỗ của Christoph. Sao nhanh quá bờ dịch. Như bọn vua tuần lọc gan dạ và bốc mùi. Đi. Rồi. Trước đi Anna. Ra ngoài rồi. Nhưng đã quá trễ rồi. Là do người. Anna. Elsa. Chân thành làm tan chảy một trái. Đúng rồi Elsa, tình yêu. Em biết chị làm được. Miễn bàn. Hôm nay đám mây tức đặc biệt của cuối cùng này là hãy đi về được nước của hắn và để xem 12 hoàng huynh của hắn sẽ ẩn à, cậu ta nào quá. Ở đây có bác sĩ chẩn bệnh. Ờ, tôi có một đại nhắn từ tử hoàng Arendelle tới đảo Lê Già. Đảo Lê Già là đảo Lê Già này. Em không, anh không thể nhận được. Anh phải nhận, không được trả hay trao đổi đi nữa. Anh có thích không? Thích hả? Quá yêu luôn. Hả? Gì? Hôn đi. Xin chào. Anh, ta sẽ không bao giờ đóng cổng nữa. Chị đẹp lắm, nhưng em không biết trượt bóng. Coi nào. Chị đẹp lắm,